Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào anh Nguyễn Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, ở Việt Nam thì ở Việt Nam là khắp nơi trên thế giới, chỗ nào có người Việt Nam mình sinh sống đó, thì những ngày đầu năm, cuối năm thì có thường có những cái lễ hội. Nhưng mà ở Việt Nam có một cái lễ hội rất là đặc biệt mà lâu này Hoàng Tuấn không có nghe, bây giờ mới đọc báo thấy cái này rất là hay. Báo Tiền Phong Online xem hội thề không tham nhũng độc nhất vô nhị Hải Phòng. Ngày 23 tháng 2, tức là 14 tháng Giêng, tại đền chùa Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng, hàng trăm người dân du khách tới xem các bô lão chức sắc trong làng thề không tham nhũng từ túi gồng. Đại diện tư văn đọc lớn hịch văn minh thề: nếu ai lấy của công làm công việc là, xin lỗi quý vị, nếu ai lấy của công làm việc công được thần linh ủng hộ, nhược bằng có lòng tham lấy của công về làm của tư, nguyện cầu thần linh đã tử, làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt y như lời thề. Sau lời hịch của tư văn, các bộ lão chức sắc trong thôn đồng thanh xin thề. Tức là cái lịch sử nó như thế này: lễ hội minh thề có từ khoảng thế kỷ thứ 16, khi đó vợ của Thái Thượng Hoàng Mạc Đăng Dung là Thái Hoàng Thái Hậu Vũ, Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn đến nấp Lan Liễu, nay là thuộc thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, tự bỏ tiền và vận động hoàng thân quốc thích. Đó, cái này anh em phong kiến đó nha. Tự bỏ tiền và vận động hoàng thân quốc thích qua quan lại triều Mạc, đóng góp tiền để tu tạo lại ngôi chùa cổ. Hoàng Thái Hậu đã xuất tiền mua 25 mẫu 8 sào để mà cúng dân tam bảo, và nhiều người nghe theo gương của bà cũng tậu ruộng cúng chùa giúp tăng số diện tích lên đến 47 mẫu 5 sào. Và chính từ cái việc làm của bà, rồi người ta giữ gìn cái lễ hội truyền thống, và người ta có cái hội thề là không tham nhũng, không có lấy của công làm của tư. Thế nhưng mà hình như là hồi xưa tới giờ thì là những cái buổi thề này thì không có cán bộ đến tham dự. Dạ gì mà thề phải không? Thần linh thì có một cái bức hình là lần đầu tiên có một vài cán bộ, chúng tôi không rõ về cái chức vụ, là có đến tham dự ngồi dưới. Nhưng mà tôi nghĩ như thế này, nếu như thề cái này mà là ở Hải Phòng mà, nếu mình mang ra Hà Nội, mình mang đi khắp nơi, là để cho, hay là mang ra Bộ Chính trị, để cho phát ra. Bây giờ theo phong tục tập quán mình cũng thề như thế, thì cái chỗ mà thần linh đã tử đó, thì tôi nghĩ nếu mà thề xong á, tôi nghĩ nguyên cả không biết bao nhiêu đứa nó học máu. nếu mà lời thề mà là ứng linh đó anh, xin thần linh tru diệt y như lời thề, thế thì phát động cái này ra, bởi vì nó là văn hóa tốt mà, thề không tham nhũng, mình nhân văn lên, nhân bản chứ, xin lỗi, mình nhân bản lên khắp nơi, thế thì có khối đứa học máu anh ạ. Thế lúc đó bệnh viện là xã hội mà chữa. Đấy, chửi người ta là phong kiến xấu xa nữa. Đấy, phong kiến cũng có những cái hay hơn là của đảng và nhà nước nhiều. Nhưng mà ông bà làm, con cháu chưa chắc là tất cả những điều bà làm con cháu đều theo cả. Có những điều mà đảng làm theo được, có những điều đảng không làm theo được, anh phải thông cảm như vậy. Không có thể cái kiểu này được. Không thể cái... Mẹ chú mày xuống như thế thì chúng ta ói máu ra. Chết cả lũ. Báo VN Express: Tổng Bí thư nói rằng Đại hội Đảng 14 sẽ đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Lại đẩy mạnh nữa. Tôi thấy lúc nào cũng đẩy mạnh à. Đại hội đảng lần thứ 14 sẽ là dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển đất nước, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa ông Trọng và thưa Đảng Cộng sản Việt Nam, suốt từ ngày có đảng bây giờ cứ đổi mới liên tục như vậy, là mỗi lần đổi mới là dân này khổ, mỗi lần đổi mới là dân này khổ. Mà đổi mới liên tục vẫn làm sao? Mà không đẩy thì thôi, đẩy là phải mạnh. Mà sẽ bao nhiêu năm yếu dịu chả mạnh. Mà sẽ đổi mới hoài. Mà chúng tôi lại nhớ hoài cái đẩy mạnh và nâng cao đó. Dạ. Mà anh chạy, tôi biết anh rất là thú vị với cái chữ đó. Nhưng mà tôi thì thực sự tôi thích. Tôi thì tôi buồn cười này. Đại hội đảng số 7 sẽ đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Mà cái cần đổi mới nhất á là đổi mới nhân sự. Là mấy ông già rồi. Về hưu đi, mấy ông ở đó bao nhiêu năm rồi, ăn đẫy đà rồi, về đi, về cho đứa khác ra đi, nhưng mà cứ về đi, không, đổi mới nhưng mà để tao đổi, chứ không, thằng khác mà đổi là có chuyện đấy, thế nó đổi sao, nhân dân, người dân rất mong muốn cái chuyện đổi mới,
Tại vì người ta chán ăn quá rồi, ta ngán quá rồi, ăn ăn trên rồi ngồi trước rồi ăn hết cái này ăn hết cái, đục khoét của công đục khoét của tư, rồi tranh giành quyền lực với nhau rồi thế này thế kia, mà người ta muốn cái đó, những cái đó đổi mới thì không đổi mới, mà cứ cứ năm nào cũng nó đổi mới, tôi chẳng biết nó đổi mới ở chỗ nào, còn nguyên những cái mặt sậu đó, nguyên những cái bộ đó, nhóm đó, không 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 tôi lên thì cũng bạn tôi lên, không bạn thì, tôi lên thì cũng anh em tôi lên. Cái thời mà Việt Nam cái là hay người ta dùng cái chữ là đổi mới tư duy, thế thì Việt Nam người ta dùng cái chữ là đổi mới tivi là bởi vì mấy ông cán bộ đó ông giàu có tivi cũ rồi phải đổi mới vào. Nhưng mà anh nên nhớ rằng là đảng và nhà nước thường thường dùng chỉ là từng bước từng bước, thì bây giờ từng bước mình đổi mới là đổi mới trong đội ngũ cán bộ trước, là đổi mới, không đổi mới được nhân sự nhưng cũng đổi mới được cái nhà này, đổi mới được chiếc xe này, đổi mới được cái tivi này, họ có đổi mới thế gì nhỉ? Đổi mới, nhưng mà có ông cái đổi mới cả bà vợ nữa thì anh cũng biết rồi, người cộng sản mà nó cứ nói thôi. Thì cái việc ở xứ Mỹ này, chúng tôi ví dụ hôm trước nói về cái chuyện tượng đài, ai cũng biết là ông Washington là cái người mà khai sáng được nước đất nước Mỹ này, mà thì chả thấy tượng đài ông ấy đâu cả. Đúng rồi. Chả thấy tượng đài ông ấy đâu cả. Và ví dụ đi qua những cái thành phố, quý vị chúng tôi ở thành phố San Jose thì lân cận nó có rất nhiều thành phố, mà đi qua mỗi thành phố thì người ta chỉ để cái bảng nhỏ nhỏ thôi. Đây là bắt đầu bước vào bắt đầu đi của thành phố San Jose, thành phố Milpitas đây. Mà chả có cái cổng chào nè. Mà thưa quý vị, thành phố San Jose là thành phố đứng thứ 10 của nước Mỹ về về cái dân số đông, dân số và cái tiềm lực về về kinh tế, kinh tế đó. Và người ta cho thành phố San Jose, người ta mới thống kê ra là thành phố thứ 3 là thành phố đáng sống ở xứ Mỹ. Nhưng mà Silicon Valley nước Mỹ nổi tiếng cả thế giới, mà chả có cái cổng chào nào. Mình xin Việt Nam mình chỗ nào nó cũng có cổng chào. Nên những cái đó là những cái phải đổi mới. Đấy nó phải đổi với tư duy. Đối với tư duy, mẹ các bố là đổi mới tivi không? Thế thì không xong. Rồi anh có bài báo này xong rồi anh chuẩn bị để tại vì tôi sẽ nói chuyện rất là quan trọng về tổng chí tổng bí thư. Nghiêm chỉnh mà. Tôi phải chuẩn bị bài vở bởi vì chuyện của tổng bí thư thì nó ghê gớm. Tại vì tổng bí thư, theo tổng bí thư thì đại hội 14 sẽ lại là dấu mốc quan trọng này trên con đường phát triển của đất nước dân tộc. Có đại hội nào mà nó không trong giai đoạn không quan trọng ngoài cái độ đại hội nào nó cũng không quan trọng, nó cũng có dấu và nó cũng có mốc cả. Cái nhiều cái đại hội nó mốc thích cái là nó mốc meo. Đại hội nào nó cũng quan trọng cả. Toàn dân toàn quân đây động viên toàn đảng kiếp này lên toàn dân này toàn quân này tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định đây là sự lựa chọn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Thế tôi hỏi ông Nguyễn Phú Trọng là bây giờ Việt Nam, bây giờ một trong những cao ước lớn của Việt Nam, cái này nó thật á, không nói chơi đâu, anh Hoàng Tuấn này nó chơi quá. Không, tôi nói thật, tôi chơi đâu. Anh cứ bồi bác các đồng chí lãnh đạo nhiều quá không được, anh phải nghiêm chỉnh. Bây giờ tôi hỏi anh, bây giờ trên thế giới nước nào nó phát triển, nó giàu có mà đi theo con đường giàu chủ nghĩa chỉ tôi. Bây giờ đó, một trong những cái nguyện vọng khi mà gặp Tổng thống Mỹ, gặp Thủ tướng Đức, mấy ông hay là những cái nhân vật quan trọng hay của những người bạn ấy, thì mấy ông đều nói có một cái là tại vì mấy nước đó nó vẫn xếp hạng Việt Nam vào các quốc gia độc tài, theo chế độ độc tài. Mà độc tài thì nó có những cái khó khăn mà nó buộc, nó ràng buộc với những cái quốc gia đó. Lý do là tại vì tất cả những cái quan trọng thì mới đều kinh tế, đều mấy ông là công ty quốc doanh hết, đảng lãnh đạo hết. Thì mấy ông xin là bây giờ chúng tôi đã đổi mới rồi, bây giờ chúng tôi là kinh tế thị trường, rõ ràng thì bây giờ cho chúng tôi, chấp nhận chúng tôi như là một quốc gia tự do và kinh tế phát triển bình thường như các quốc gia khác, điều đó mới công bằng. Mấy ông muốn như vậy, nhưng mà mấy nước khác nó chỉ nói là ngay cả cái tên nước của các ông Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nó lòi ra đấy rồi thì làm sao mà tư bản được. Xã hội chủ nghĩa với tư bản chủ nghĩa, tức là trên thị trường đó, nó là đối chọi nhau 100 mà ngay tên nước của các ông đó là lý do anh thấy cái đề 3-4 năm á có cái phòng có một cái xu hướng đưa ra đề nghị là đổi tên nước, đổi tên nước. À, đó là lý do, là tại vì bây giờ cứ nói gì nói mà ra ngoài làm ăn nó cũng nó độc tài, cán bộ đảng viên đảng lắm hết, những cái lãnh đạo, những cái
công ty lớn, những cái tập đoàn quốc doanh thì đều toàn, nhưng mà thì làm sao mà các nước khác người ta vào làm ăn, người ta cạnh tranh với các anh được? Những tập đoàn lớn toàn là con cháu của thầy Tử Lộ không? Dạ. Thầy Tử Lộ vốn người nước lỗ. Lỗ chanh. Nhớ nhỏ tôi nhớ đọc bài. Mà nước khác thế là bảo các anh bảo các anh là thị trường, kinh tế thị trường. Nhưng mà cái tên của nước các anh vẫn danh sinh của nước anh vẫn là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa. Nhưng thì mà thế... thưa với anh là cái lời nó là kiên định theo con đường sau chủ nghĩa là con đường đúng đắn. Thưa quý vị, đó là một cái sự là nó trơ trẽn, chúng tôi xin lỗi chứ phải dùng một chữ, nó trơ trẽn và nó ấu trĩ và nó trân tráo nữa. Thà làm có chút tự trọng đó, như anh Bắc Hà, như anh Cuba đây phải không ạ? Xã hội chủ nghĩa thì cứ xã hội chủ nghĩa đi. Mình biết mình chơi với đâu. Ok, nó tư bản, mình nó là kẻ thù của người dân thì... Mình kiên định đi lên con đường xã hội chủ nghĩa, đó là lựa chọn đúng đắn. Mà đất nước mình thì nó nghèo. Và bây giờ con cháu cán bộ đảng viên thì đưa qua các nước tư bản để nó ăn học, nó ở lại, nó lấy vợ lấy chồng rồi nó mua nhà mua cửa để nó ở lại, nó lấy quốc tịch của các nước tư bản. Mà mình cứ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa thì quý vị, cái này là nó rất là trân tráo và nó dối trá, mà bảo là đổi mới nó chả biết đổi cái gì. Đúng là một cái dấu mốc á. Cái dấu mốc này nó lâu lắm, nó mốc rồi, nó mốc thường nè, bây giờ nó vẫn còn rồi. Giờ anh nói chuyện nghiêm chỉnh của em rồi, bây giờ chúng tôi nói với đồng chí tổng bí thư này, ông Nguyễn Văn Thể, ông nói là cần nhận thức sâu sắc về hai tác phẩm của đồng chí tổng bí thư tại Hà Nội 28 tháng 2, đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phổ biến quán triệt nội dung hai cuốn sách của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lĩnh vực ngoại giao và đại đoàn kết dân tộc, thì ghê gớm không? Và nội dung hai cuốn sách là gì? Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc. Có nghĩa là bây giờ mình không có giàu mạnh, không văn minh và mình không hạnh phúc, mình đang hướng tới thôi. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tiến sĩ Phạm Lan Dung, quyền giám đốc Học viện Ngoại giao, giới thiệu nội dung cuốn sách xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam. Thì thưa quý vị, bây giờ là mấy bố là ép, bây giờ là đưa ra cái ông Nguyễn Văn Thể là bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương á, mới nói bây giờ là đề nghị các đảng ủy trực phải tổ chức các cuộc hội nghị nghiên cứu học tập sinh hoạt chuyên đề quán triệt nội dung hai cuốn sách cho các cán bộ đảng viên công chức viên chức. Thì bây giờ thật sự đó, nhiều khi nó đi nhậu nhiều quá, nó bỏ văn phòng nó đi nhậu, nó đi về nhà nhiều khi vợ đẻ con đau rồi nó đi hát karaoke, thì thôi bây giờ thì cũng dí nó bắt nó ngồi lại. Cũng giống như mà nó có hiểu gì không? Nó có hiểu không? Bây giờ thì nó là cứ nằm trong quy trình. Giống như là bây giờ ít thấy chứ, ngày lúc trước là giáo sư Hoàng Chí Bảo đó, các đồng chí bác của chúng ta là dưới nơi nghe, nghe là ngồi nghe là nghe là im im như là con ruồi bay cũng nghe đấy. Nghe thì nó sướng quá. Là, bây giờ mỗi cán bộ đảng viên cần nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong hai tác phẩm, đồng thời trên cơ sở kế hoạch thực hiện của đảng bộ cơ quan đơn vị cần xác định những việc làm cụ thể để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tức là bây giờ ca ngợi hai tác phẩm của đồng chí tổng bí thư là giống như là khuôn vàng thước ngọc. Trước hết đó là về nhận thức, xác định phải nhận thức sâu sắc. Thế nào là nhận thức? Thức biết có biết nó có nhận thức hay không, nhận thức không? Rồi thứ hai là những việc làm cụ thể là gì? Nhưng mà anh biết tại sao mày ổng nhấn mạnh về cái chữ mà về cái nhận thức không? Sao? Là bởi vì lần tổ chức những cái hội như thế này thì nhiều đứa nó nhận ngủ lắm. Nó ngồi dưới nó. Ở trên thì nói là sách của bác Hồ đó, bây giờ sách của đồng chí tổng bí thư bác Trọng như thế này thì dưới nó không nhận thức, nó cứ nhận ngủ. Cho nên là phải nhấn mạnh cái chữ nhận thức là mày phải thức. Và thưa quý vị, cái này nó cũng cái trò này rất là rỡm, mẹ hát con khen. Bây giờ thực sự đó, khi viết sách đó, thưa quý vị, chúng tôi nghĩ là nếu ông Nguyễn Phú Trọng, ông là cái người ông đã tạo ra một cái sự kiện quan trọng, hay là ông đã tạo ra một cái bước ngoặt nào đó để mà làm thay đổi đất nước, đó, thì ông viết sách thì đúng. Bây giờ ông làm bí thư bao nhiêu đời mà có khi xin lỗi quý vị, mục đích mà hai ghế nữa mà ông không làm được bất cái gì cả, không có một cái gì để chứng minh rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người tài giỏi.
Và trong đất nước bây giờ ông cứ nói là đối ngoại như thế này, đối ngoại như thế khác, mà ông chưa làm được một cái việc gì để tạo ra một cái dấu ấn. Yeah. À, đây, cái công trình này, cái sự việc này là do đồng chí Tổng Bí thư. Chả làm được cái tính sự gì cả. Tôi hỏi anh nha. Giờ đi viết sách. Ở trong nước bây giờ đang có một cái bộ phim chiếu mà rất là ăn khách là phim Mai của anh Trấn Thành. Nó, đây là một cái bộ phim mà nghe nói là nó đạt được cái số doanh thu cao nhất từ trước đến bây giờ. Okay. Và phim này là đánh dấu là 18 cộng, tức là phải 18 tuổi trở lên mới được xem. À, mình nói từ 18 đi, người lớn người nhỏ không biết, từ 18 trở lên. Mà bây giờ có cái tin ra ngoài, lọt ra ngoài là mấy cái rạp phải kiểm soát không kỹ bán vé, cho nên bán vé có những người dưới 10, các em dưới 18 tuổi nó cũng vào nó xem được. Cho nên đợt này đó là có một số nơi ở thành phố cũng như một số nơi khác là công an vào chặn phim đang giờ chiếu đó để kiểm tra xem là có ai mua coi như phim lậu hay không. Thì tôi cũng có nghe cái tin đó, nhưng mà có lẽ là chút xíu nữa mình quay lại ha. Yeah. Bởi vì cái vấn đề mà của đồng chí Đồng Bí Thư nó dài dòng lắm. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo. Khi bạn để ý đến từng chi tiết, bạn đặt ra một tiêu chuẩn mới. Chiếc Lexus ES 2023 thiết kế theo nhu cầu của bạn. Được 1.500 đồng tiền thưởng thuê dài hạn cho chiếc 2024 ES 300 Hybrid. Ghi danh để bảo vệ sức khỏe của quý vị, ghi danh để bảo vệ sức khỏe gia đình của quý vị. Bảo hiểm sức khỏe hiện đã có giá phải chăng hơn nhờ vào luật mới. 4 trong 5 khách hàng có thể tìm được bảo hiểm chỉ 10 đồng một tháng hoặc ít hơn. Gọi 1-800-318-2596 ngay hôm nay. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản. Kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa, với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps Sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp, 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình, thì tôi hiểu được ý anh Nguyên Khôi. Cái ý này nếu mà nhìn thấy cái nhìn của chuyên giáo trung ương ấy, được cực kỳ phản động đấy. Tại sao anh lại nói như vậy? Thế bây giờ chúng tôi đang nói về hai tác phẩm của Tổng Bí Thư. Là ông Thể ông bảo rằng là mình phải nghiên cứu, phải học tập, rồi phải có nhận thức. Bởi vì có quá nhiều thằng nó nhận ngủ. Mình muốn nghe. Thế thì đang nói cái chuyện, tức là phải ép người ta. Mà chưa, bây giờ phải đi chứ. Bởi vì cái công việc của mình là gì, cán bộ đảng viên là gì, là mình phải ngồi nghe nghị quyết. Còn làm được cái không mà kệ nó, mình cứ nghe cái đã. Mà sách là sách của Tổng Bí Thư. Thế anh lại đưa qua cái phim, phim mà 18 cộng, mà nó là người ta xôn xao, mà nó được ăn khách. Như thế thì cái phim 18 cộng nó ăn khách hơn sách của Tổng Bí Thư. Cái gì đó, anh có vẻ anh nắm được cái ý của tôi. Thảo nào tôi với anh có thể làm việc với nhau hơn 20 năm, cứ hàng tuần đây, ngồi với nhau như theo vậy. Theo góc độ của tuyên giáo thì tôi khẳng định là Nguyên Khôi rất là phản động. Thưa quý vị, nếu mà thực sự nó có giá trị, thực sự nó hay, thực sự nó có ích lợi cho đất nước, cho dân tộc,
Thì chả cần phải ép, chả cần phải phong trào cả, chả cần phải nhận thức, chả cần phải tổ chức thế này, phát động là thế kia, tự động người dân người ta sẽ làm theo thôi. Hữu xã tự nhiên, hữu xã tự nhiên thôi. Mới đây nhất ở bên Indonesia người ta bầu lại tổng thống, cái ông tổng thống cũ ông Widodo, ông tức đương nhiệm bây giờ đâu, hết nhiệm kỳ ông không làm nữa. Người ta rất mến ông ấy, nhưng mà hết nhiệm kỳ thì ông ấy nghĩ để người khác hiến pháp là như vậy, hiến pháp là như vậy thôi, người ta vẫn mến ông ấy. Thì bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng mà dân người ta mến thì ông có nghĩ, em nghĩ cái nhiệm kỳ trước cái ông làm được việc thì dân người ta mến thì người ta cứ vẫn mến như thường. Có đến bắt đọc phát động phong trào được thế này thế kia. Thưa quý vị, đã nhiều lần Việt Nam thực hiện những cuốn phim nói về Bác Hồ mà rồi bán được có 3 cái vé. Bán được có 3 cái vé thôi, thưa quý vị, là quý vị biết thì như thế nào rồi. Bây giờ tôi đề nghị, cái này tôi cũng nói một cách nghiêm chỉnh, và anh chuyển cái lời đề nghị của tôi lên ban tuyên giáo dùng. Tôi biết anh có thể anh có cái phương cách để anh chuyển cái lời đề nghị. Nếu mà ông chân thành, ông chỉ quảng cáo trên mạng thôi. Mà nó đắt thế. Thì tại sao mình không quảng cáo trên mạng? Tôi nghĩ là quảng cáo trên mạng, tức là báo chí truyền thông là trên mạng là chính, báo chí đi mà người ta đi xem đông như vậy. Ok. Thứ hai nữa, nếu mà tôi ăn khách cho, tôi nghĩ có thể là chủ quan, là Trấn Thành nó vừa trẻ, nó vừa đẹp trai, nó nói chuyện duyên dáng. Còn anh Trọng nhà mình ấy, vừa già vừa lũ lẫn vừa xấu, nó thì làm sao mà cạnh tranh nổi hai bên. Cho nên nó cứ đương nhiên mà cái đoàn khách là phải rồi, thôi đổi cái người bí thư là chống nó. Nhưng mà thưa quý vị, là cái tức là mình không làm được cái việc gì cả. Thì mình nghĩ đi, trong cái thực tế đó mình không làm được gì cả. Mình viết sách thì mình viết chuyện trên trời dưới đất, giờ bác đảng viên là đọc là nó rất việc. Cái này nó đúng là cái này chỉ là nịnh thối nhau thôi và bảo vệ cái quyền lợi của nhau. Thì đó rồi, chúng có bài báo cũng gần giống như vậy nữa, báo Người Lao Động Online, là Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi. Biết thi làm gì không? Thi gì? Tìm hiểu nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Còn lại các bố, bây giờ người dân nào mà người ta đi tìm hiểu nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, người ta có tìm có hiểu, rồi mấy bố muốn làm gì thì mấy bố làm. Rồi bây giờ là phát động cuộc thi. Thưa quý vị, bây giờ mình là cấp lãnh đạo, mình là đảng, cái nghị quyết Hội nghị Trung ương mình đưa ra, mình là những người thực hiện mà. Thì mình phải làm sao đó nó mang lại ít nước lợi dân, mang lại cơm no áo ấm cho dân, đường nước không còn ngập, dân bệnh viện nhà thương có chỗ cho dân người ta đi trị bệnh, người ta không có bị cò chèn ép. Thì tất cả những cái đó không cần phải tìm hiểu gì cả, người dân người ta sẽ hưởng ứng. Bây giờ bắt nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi, bây giờ chẳng lẽ bây giờ cái người đi bán vé số, người đạp xe đạp rồi cầm nó không đọc gì đó. Tôi đang nghiên cứu về nghị quyết Trung ương 8 khóa 13. Ông đi vô bệnh viện tâm thần, ông rảnh quá. Bây giờ mà nó còn nhồi nhét như vậy. Còn nói cái chuyện mà ngày xưa tôi nhớ có một lần tôi bảo rằng là sở dĩ mà đồng chí Tổng Bí Thư làm việc mà vẫn còn làm như thế đó là bởi vì nhân dân yêu mến. Nhân dân phải làm lại. Thì tôi mới nhớ, tôi thì hay đi làm MC thì tôi nhớ có nhiều cái đám tiệc vui lắm. Sao lên hát xong đó là kính thưa quý vị, để theo tôi là yêu cầu tôi xin hát mà nữa mà có trai hỏi qua, ê ai yêu cầu bả vậy mày? Ủa ai yêu cầu, mày có yêu cầu không? Không, mày có yêu cầu không? Ủa sao không ai yêu cầu, sao ai yêu cầu bả vậy? Thế tôi là yêu cầu của quý vị và sự yêu ý anh nói là đồng chí Bí Thư cũng thể theo lời yêu cầu thì đấy y chang rồi đó. Lên hát ở dưới người ta ngồi, người ta chờ hát xong người ta vỗ tay, người ta vỗ tay là để người là người ta mừng quá, người ta tiến đấy hả? Là tiến đi đó chứ không phải là hay vỗ tay thì cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn chàng pháo tay của quý vị. Dạ bây giờ thế theo lời yêu cầu. Thế là hát tiếp bài nữa, thế mới là điên. Chuyện khác cho nó vui vui, lại cho nó nhẹ nhàng chút xíu. Báo Tuổi Trẻ họ có hai bài liên quan tới cùng một đề tài. Một bài là Số Nhà Loạn Sang Ngầu, càng để lâu sẽ càng gì đó. Rồi cái bài thứ hai cũng liên quan tới cái đề tài đó là Chủ Nhà Cũng Không Nhớ Nổi Số Nhà Của Mình. Là tại vì thưa quý vị, số nhà bây giờ nó kinh hoàng quá.
thì chúng tôi xin đọc mà họ không biết họ có cách nào chữa đâu, tôi chẳng biết họ sẽ thay đổi như thế nào. Cái gì họ cũng đổi mới cả, mà có cái này sau 30 năm rồi vẫn không đổi mới được làm sao. Đến một số khu dân cư ở thành phố Hồ Chí Minh tìm số nhà như lạc vào mê hồn trận, vừa mở bản đồ trên ứng dụng, vừa gọi điện thoại cho người quen trợ giúp cũng không ăn thua, bởi dối dắm kiểu này đến Google cũng bó tay. Mà càng ngày nó càng tệ hơn. Mà cái chuyện này người ta, đây là những cái chuyện cần đổi mới đây này. Mà mình làm được cái tay sắp không được mình bao nhiêu đầu óc đảng là hết chiến thắng hết kẻ thù đấy, kẻ đâu, thù đâu cả. Ở thành phố, cái này nghe thành phố đó, thành phố thứ ba, người ta đưa một cái hình chủ cái căn nhà ở đường Huỳnh Tấn Phát, số nhà này 749 xuyệt, tức là gạch chéo 45 xuyệt 16 xuyệt 17, rồi sao mà nhớ được cái số nhà của mình. Nhưng mà anh ấy nhớ là hồi Mậu Thân đó, người ta nói là chiến sĩ ta rất giỏi, nghĩa là đi vô tấn công vô Sài Gòn đó, là địa điểm nào cũng đi đến được, đi ra là đi vô đi ra nghĩa là thuộc lòng là vân vách, nên là nghĩa là nó nằm đúng trong cái chiến thuật chiến lược rất là giỏi. Năm 68 đó, thế bây giờ năm 2024 rồi, giải phóng miền Nam rồi, chả biết đường nào lần. Như thế thì anh có tin hồi 68 mà các bố mà chạy vô rồi chạy ra biết đường chạy ra không? Không chỉ khách phương xa đến, ngay cả người dân địa phương nếu đi lần đầu cũng mệt mỏi tìm nhà, dù được cung cấp địa chỉ đầy đủ. Và điều này rất dễ gặp ở quận 7, quận 12 và thành phố Thủ Đức, tiếp đến là những huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh như Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè. Điều đó có nghĩa là gì? Là những cái chuyện này càng ngày nó càng rối đắm ra, rối ra, nó càng tệ hại hơn, là tại vì những cái chuyện này nó xảy ra nhiều hơn là những không thành phố sự mới chuẩn bị, không có trình độ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng số nhà loạn sần ngổn như hiện nay một phần do yếu tố lịch sử, thì việc lại đổ tội cho là cái này là khổ đó Pháp đã để lại. Nhiều nơi cách đây vài chục năm đã là đất trống vườn cây, này đã trở thành khu dân cư hiện hữu. Ủa, thì nó khu dân cư, nếu mà mình có kế hoạch đàng hoàng, mình phát triển đàng hoàng, mình lừng là người lãnh đạo đất nước bao nhiêu đời, chủ tịch, phó chủ tịch, bí thư, những cái chuyện mà những cái chuyện này đâu phải là nó khó khăn, không có thể giải quyết được đâu. Những cái này nếu mà thực sự ra những người có tâm lòng và những người có sự suy nghĩ, sự sáng tạo, mà đảng từ xưa thì đảng vẫn nhận là mình là người có lòng, vẫn là đảng vẫn nói là đảng đầy tính sáng tạo, mà sao mấy cái này sao không sửa được làm sao? Đảng tôi thì cũng tạo chưa được sáng. Nhưng mà anh thấy cái sự khác biệt của tư bản á, tư bản nó đường xá nó làm đâu đó nó cũng rất là phiền anh ạ. Rất là phiền, nó có những cái hệ lụy. Sao vậy? Bởi vì anh biết sao, ngay cả như cái vụ mà ông Nguyễn Công Khế bị bắt vào trong nước á, thì ở bên này nhà ông đầu nó đưa được vần vách nằm ở đường nào, thành phố nào nó đưa là chứ còn, nhanh lắm. Nếu rối chỗ này là bố đứa nào tìm ra đấy, cho nên là cái rõ ràng của tư bản nó cũng nguy hiểm lắm. Rồi nghe nói là như người ta biết là cháu ông này ông kia, hay là ví dụ con Vương Đình Huệ học trường nào đó, rồi những ví dụ có nhà thì nhà đâu cũng biết được đấy. Kỳ thế mới là nó còn cái phiền á, sau đó lại còn đưa cả, tôi thấy nó nhiều khi nó đưa cả bằng lái xe lên nữa nhỉ. Tên tuổi đấy, hình ảnh rõ ràng đấy, không chối được. Cho nên tư bản nó cũng có những cái hay mà nó cũng có những cái dở. Cái dở là đồng chí mình mới vừa bị bắt xong là cho biết ở San Jose có cái nhà số mấy. Nó biết mấy cái nhà vân vân. Thế mà là rồi bây giờ tôi qua thủ tướng này. Để cho đồng chí tổng bí thư tôi giải nghị nghỉ ngơi đi ha. Thủ tướng là loại bỏ cơ chế xin cho để phòng chống lợi ích nhóm và tham nhũng. Thủ tướng lưu ý loại bỏ cơ chế xin cho để phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng tiêu cực, phòng ngừa sai phạm trong xây dựng chính sách, pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, bây giờ ai xin và ai cho? Bây giờ cơ chế xin cho. Anh là cán bộ, anh có quyền ký giấy phép. Tôi là doanh nghiệp. Thì ai xin và ai cho? Nói như là tôi xin anh cho đúng không? Đúng rồi, đó. Cái đó đâu có gì đó. Sai đâu. Đó. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi nè. Tại bây giờ mình loại bỏ cơ chế xin cho. Thế rồi sao? Bây giờ thằng nào đòi cho? Khoan, bây giờ lần ra xin cho. Ví dụ anh thằng có quyền nó cho. Tôi mở một cái công ty, tôi làm đủ tất cả những thủ tục giấy tờ mà đại theo yêu cầu. Nhưng mà nó vẫn khó khăn. Trong khi người khác á, nó cũng như vậy mà nó dễ hơn tôi. Đã bị cái cơ chế xin cho đó. Thì bây giờ mình biết là ai là người đi xin, là chỉ có doanh nghiệp dân đi xin thôi. Ai là cho là mấy cán bộ nó cho. Nó có quyền. Mà cán bộ từ đâu ra? Là từ đảng ra. Mà cái cơ chế này từ đâu ra? Lần ra cái đứa nào đẻ ra cái cơ chế gõ lên đầu nó. Chứ bây giờ
loại bỏ cơ chế xin cho để phòng chống lợi ích. Ai loại ai? Bây giờ tôi là, thưa anh, tôi là doanh nghiệp, tôi muốn loại bỏ cơ chế xin cho tôi loại được không? Mà thưa với quý vị và thưa với anh Hoàng Tuấn, như thế này, tôi đã có quyền, tôi nắm quyền sinh sát ở trong tay. Anh cần gì, anh muốn làm ăn gì, muốn kiếm chắc gì, anh phải xin tôi. Quyền tôi như vậy, bây giờ bảo tôi bỏ, người khác nó bỏ thì được, nó bỏ tôi thì được. Chứ anh tự động anh bảo tôi bỏ tôi à? Tôi nó có niên đại mà tôi đang ngồi chặt cái cây, tôi đang ngồi trên cây mà tôi chặt cái cành cây để tôi rớt xuống đất. Cơ chế này nó để từ đâu ra? Phải thay đổi. Phải thay đổi thôi, chứ còn cũng đám đó, cũng bố đó, cũng mẹ đó, cũng cái đám lao nhau đó, nó nắm quyền mà bảo nó tự bỏ. Đời nào nó ngu nó bỏ, đứa nào nó ngu không ăn. Trên đời thì không có ai ngu như vậy đâu. Mình cứ bị loại bỏ cơ chế xin cho. Tôi làm doanh nghiệp thì tôi làm đủ giấy tờ thôi. Bây giờ nó bắt tôi phải xin, phải như thế này kia nó mới cho. Đi gõ cái thằng kia chứ. Bây giờ cứ nói khơi khơi như thế. Chắc mình không đủ giờ nè. Mình không đủ giờ. Chúng tôi còn nhiều bài quá mà rất tiếc là chúng tôi phải dành cho những cái số sau, hoặc là lần tới nếu mà có những cái bài nó hợp thời sự hơn thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ tuần này thì chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.